Đi con làm gì vậy trời? Hả? Con làm gì vậy trời? Con để im cho Lucky ăn chứ con mắc mớ gì con nằm yên như Lucky vậy hả? Con muốn ăn chung Lucky luôn, đưa mỏ vô ăn luôn đi. Đưa mỏ vô, ok, mỏ vô ăn luôn. Trời đất ơi, coi được đời nó không? Thôi lấy tay ra, lấy tay ra. Lấy tay ra, đứng lên. Go wash your hand. You gotta go wash your hand chị đi. Chay. Trời ơi, coi nó, coi được không? Rồi đó, vậy mới đi đó. Rồi đó, đi rửa tay. Đây là làm gì nữa? Đòi chui vô hộp luôn đi. Chui vô hộp ngồi với Lucky luôn đi. Nói Lucky ngồi mé mé qua chị vô với Lucky. Chui vô luôn. Được, nó vô luôn nha. Nó tính vô luôn, nó vô luôn rồi. Đó, rồi ngồi vô hộp đi rồi, không nghe Lucky đi luôn rồi. Trời đất ơi, coi kìa, thấy Lucky chung qua cái háng của ba nó chung qua luôn. Coi con này nó làm cái gì vậy trời. Tôi không hiểu nó luôn rồi đó. Vậy đâu nữa. Thương Lucky, thương lã, thương lùng. Bye bye. Bye bye. Bye bye daddy đi con. Bye baby. Give me a hug, bye bye. Đi Lucky đi. A baby. Này, Lucky. Con đầu bù tóc rối kìa, con đầu bù tóc rối kìa. Em mày cột tóc lại con nha. Baby, baby, be careful. Thôi. Tự nhiên đi hung chân Lucky chi vậy? Dạ. Hả? Chạy đi, stop it. No, không có hung chân Lucky. Ủa chứ cho mẹ nói con là con. Chạy đi. Chạy đi, stop it. Trời ơi, con nó giành giật để nó hung chân Lucky kìa, coi được không? Trời đất ơi. Rồi đây bà ngoại thấy rồi. Cô chú thấy rồi, cô chú la mẹ cho coi. Coi được không? À, nó cắn mà ngồi cười, coi được không? Nó cắn mà ngồi cười. Nó chơi vậy đó. Đau không? Đó, đó, đó. Nó vẽ đi. Ra không? Dễ ra không? Purple ra không? Purple. Cái màu đó là blue. Blue chứ không phải purple. Chay, chay con lấy tay con quẹt nước mắt con đi chay. Nước mắt còn đọng trên hàng mi của con kìa. Đó, nước mắt nước mũi đang đọng trên hàng mi kìa. Ngắm cô chú. Nó học từng ngày từng giờ. Từng giây từng phút. Nó siêng năng dữ lắm. Đi mẹ. Gì? Chị xí. Nói gì vậy? Mì. Đó, nó ghi chữ má mì đó cô chú. Mờ a mai sắc má mờ y mi vườn mì má mì. Thấy không? Này cái mặt thấy thương nha cô chú. Vâng. Có cái mỏ kìa. Có cái mỏ kìa. Vâng. Ngồi viết rồi coi bằng chân. Bằng chân này cần được cắt móng chân rồi nè. Móng chân này cần được cắt nè. Phải không? Đó, con ngồi học vậy không bị cận cũng uổng lắm. Ừ. Ngồi cái lưng, ngồi học cái lưng không bị khờm gì cũng uổng lắm. Where's my? Gì? Mommy. Mommy sao? Con lật lại cái trang kia con vẽ đi, cái lật lại cái kia vẽ đi. Này mặc áo mèo rồi giữ không cô chú? Ký tên đó, giờ nó đang ký tên. Yeah. Đây nè, lật lại cái này vẽ nè. Đây nè, lật lại cái này dễ, lật lại, để here, this way. Yeah. No hả? Nó nói no, nó không chịu. Người ta có chính kiến của người ta, ta thích vẽ mặt nào kệ người ta đi. Ai mượn ý kiến ý còn chi nhiều vậy? Ngồi câu thì được rồi. Không được cho ý kiến. Đó, bây giờ người ta mới tự lật nè, thấy không? Đẹp không? Cho mẹ coi, đẹp không? Đó, ghi vậy đó chứ. Ghi từ trên niệm cho tới lên cái đùi. Từ cái đùi kéo sát mắt xuống mới thấy rõ. Chú coi cái mỏ nè. Mỏ gì muốn cắn không? Ồ. Coi mặt kìa, không có một chút tì vết. Không có một dấu vết chân chim luôn. Có chân chay thì có chứ chân chim không có. Coi hàng lông mi nè. Làn tóc rối bờ môi khô nè.
làn mi buông mắt đen rạng ngời. Con có mũi xẹp à? Chán, chán cao mà dồ nữa chứ. Trời ơi, mẹ tặng con y như là con. Ô ô gì? Cho cái mặt mắt đi. Rồi chân mày, cái cặp chân mày thì nhìn cũng ha, so đi. Chân mày cũng không có đẹp đẽ gì. Chân mày là cũng cần được đi xăm giống mẹ. Cái môi. Cái môi cũng cần được đi xăm giống chân mẹ. Cái mũi thì cần được đi nâng. Rồi xăm luôn nguyên cái khuôn mặt. Rồi cái mũi ra, mũi tẹt à. Mày gì? Con mẹ tả em biết nhìn em như là thế giới động vật chứ không phải tả người nữa rồi. Ơi. Chịu hết nổi rồi chị ơi. Trời ơi coi coi đi coi coi. Cái điệu bộ cầm giống như một cô giáo không? Giống như một giám thị đang đi đi ghi số báo danh rồi vậy đó. Phái lắm, phái viết, phái vẽ giờ vậy. Cặp chân mi nè, cặp lông mi này mà mốt kéo mascara là cũng có nổi ha. Cái môi thì son lên chút cũng có nổi. Ngôi mặt. Ừ. Con kêu mami. Con kêu mami. Giờ nằm rồi cô chú ơi, mệt rồi, ngồi nãy giờ nè, tao đuối rồi. Giờ phải nằm, có cái bàn chân, có cái bàn chân dơ kìa. Đó, cái bàn chân dơ đó. Nó bằng chân dơ đấy đó. Con làm gì bằng chân con dơ dữ vậy? Chỉ cần em á, nó không có cần gì nhiều để nó chơi á. Chỉ cần một cây viết và một mảnh giấy nhỏ thôi. Nó cũng làm nên một tuyệt tác của giai nhân. Đó. Coi cái bằng chân kìa. Chịu đời nổi không? Quá luôn coi, cầm cây bút quá chuyên nghiệp luôn. Nằm cái tướng là biết sau này là vẽ vời là thôi, không ai vẽ cho bà cho lại luôn, vẽ mà tầm bậy tầm bạ đó, vẽ nguệch ngoạc đó là không ai vẽ lại cho hết. Cô chú thấy đôi bông này không? Cái đôi bông bên này là hồi bữa là biết gì không, là để đeo con Mickey Mouse mà bữa nay nó mất tiêu luôn cái Mickey Mouse rồi. Còn cái chiếc này là cái chiếc bông mà còn lại hồi bữa là Út mua cho hai đôi đúng không, một đôi là hộp sòn với là một đôi Mickey Mouse. Thì đeo cái đôi hộp sòn này trước, đeo cái chiếc hộp sòn trước, xong rồi cái đeo xong mới mất chiếc hộp sọn, còn dư lại chiếc hộp sọn này. Rồi cái Mickey Mouse thì đeo hai cái thì mất một cái, rồi giờ mất thêm cái nữa là hai, nên là còn dư cái chiếc hộp sọn này là đeo vô là hai cái chiếc hộp sọn nhìn là giống nhau đó, nhưng mà nó là ây da cháy gì con, nó đang nói chuyện cô chú mà nhìn thì nó giống nhau đó, nhưng mà hai chiếc hộp sọn này khác nhau nè, bên đây cái chiếc hộp sọn này khác. Đó, cuộc đời chay là cứ chấp nó và chấp giá đôi bông tai vậy đó, không biết chừng nào sẽ có một đôi bông tai ổn định trong cuộc đời để đeo mãi mãi và lưu truyền từ nhiều đời sau. Wow. Vào gì đó coi nè, chiếc này là cũng lật lì lật lội luôn, chiếc này cũng lật lì ôi dạ, hai chiếc đều lật lì lật lội khác nhau đó. Út chiếc này qua Út chiếc này là Út qua Út mua cho bông tai mới nữa nè. Nó mới nói đó, nó order bông tay rồi đó. Cho chay đeo mấy cái này thấy nó lãng phí quá mà không đeo tiền bích lỗ tay. Nếu đeo cái gì mà mất miết luôn, khổ ghê chay rồi. Hồi đó tới giờ, từ hồi bữa nó sinh ra tới giờ, bây giờ nó gần được hai đầu bánh chưng rồi, chắc nó mất cỡ chừng khoảng 8-9 đô bông tay là chuyện bình thường. nghĩ sao cái bà ngoại năm á, thôi nôi á, tặng cho chiếc bông tai chưa đầy 24 giờ mất hết một chiếc, coi được không đó, là mất hết một chiếc bông tai rồi, xong rồi tất cả những chiếc theo kia sao đâu á, chả hiểu sao bây giờ cô chú thiết kế làm sao cho chay đôi bông tai mà đeo mà không bị mất đi. Cô chú cái chiếc bông tai là đeo là vĩnh viễn, mãi mãi luôn. Bây giờ cô chú phải vẽ ra cho phát họa cho chay một cái, thôi nghe đừng có vẽ chân nghe, ai bây giờ cô chú phải ngồi xuống lấy cây viết với lại lấy một mảnh giấy. Ê đập ra, không có vẽ lên ghế, mày lấy viết lại à, con vẽ lên đây thôi nè, vẽ lên đây only, để mày lấy cho con tờ giấy khác nha. Hết rồi phải không mày vẽ cho con tờ giấy khác nha. Bắt đầu như chay vậy đó, ngồi lấy cái viết ra với lấy cái một mảnh bánh giấy nhỏ vẽ thiết kế đôi bông tai cho chay, thiết kế làm sao mà nó dính cứng ngắc luôn, không bao giờ ấy nữa chứ mà dư mất hoài mệt quá.
hao tiền tốn của mà ta nói là cái xì tay nó không ra cái xì tay gì với cái xì tay gì hết. Lặt lìa lặt lội. Mệt mỏi quá rồi ăn còn cứ mất miết. Biết sao không, nó mất là tại vì lý do cái đường nào cũng mất, dài vô cũng mất, mà dặn vô cũng mất, mà đẩy vô cũng mất, không có cái dạng bông tai nào mà chưa có xài thử qua đó. Ngộ lạ vậy chứ. Kỳ vậy không biết. Yeah. Nhưng mà cái nguyên nhân mà mất là do cởi ra cởi vô áo đó cô chú. Đó là cái nguyên nhân mà dễ mất chứ. Bởi vậy bông tai là 2-3 ngày phải kiểm tra lần. Mà có khi cũng quên. Không biết ai mà đi lại kiểm tra bông tai miết rồi cũng quên. Cái là quên là cái 4-5 ngày, 6 ngày, 7 ngày mà không kiểm tra bắt đầu nó tuột từ từ cái đó mất. Khổ vậy chứ. Bữa nay là chịu đeo ra chiếc lắc rồi chứ. Bữa là tự nhiên ba nó gỡ ra. Xong rồi cái đeo vô lại nó không chịu. Mà giờ bữa nay đeo lại rồi cũng hơi quen rồi đó, không chứ không chịu gỡ ra đó, chứ mấy là chịu đòi gỡ ra rồi. Hôm nay thì nói chung ngoài trời cũng đẹp nhưng mà cũng rất là lạnh cô chú ơi, nên là hai mẹ con chỉ lủi thủi trong nhà thôi. Con mặt nó kìa, mặt sợ sao. Hô hô là há hào đó. Hi hi ha ha, a hi hi. Con nói đi bé na. Chuyện cho mẹ hả? Con nói đi bé na. Bé Hùng. Cô chú khoái chơi nó bé na với bé Hùng đó. Rồi nó trốn rồi đó cô chú. Nó đi trốn. Peekaboo. I see you. Trời ơi, trốn đó. 1, 2, 3. Boom. 1, 2, 3. Boom. 1, 2, 3. Boom. 1, 2, 3. Boom. Bé đi kê. Bác mẹ khác đi. Là mẹ đâu chỉ coi. Where's mommy? Mommy. Mommy đâu chỉ mẹ. Mommy đâu? Mommy nè. Mommy. Chay đâu? Em chay của mẹ ơi đâu? Ai là em chay của mẹ ơi? Mommy. Mommy sao? Mommy sao muốn tay chay vậy? Mommy. Sao không bị gì đâu, để coi. Mommy. Tay bị gì đó? Trời, bên đây biết tiền à nghe cô chú, thấy tiền là kêu money là tiền đó. Đó. Không, cô chú thấy nó có ngồi im giùm được giây phút nào không? Không hề. Gì? Nó vô nhà vệ sinh đó hả? Là giấy nó xả đầy ra. Rồi khăn giò xếp gọn gàng lại là nó giục khăn hết xuống. Đó, rồi cái nó nằm trong cái đống khăn đó, nó chà, rồi cái cho mình vô mình dọn chơi vậy đó. Nhẹ thôi, sương thôi. Bởi mà cái tuổi lên 2 mà ba người mẹ mà ở nhà mà giữ mấy đứa con đó, mới hiểu được. Đó, giờ chơi vậy đó. Mà chừng nào chơi, bây giờ chừng nào chơi mới đi ngủ trưa nè. Chơi nói mẹ nghe coi chừng nào mới đi ngủ trưa. You wanna take a nap, chơi đi. Hả? Rồi trốn nữa rồi. JD, what color is this? What color is this? White. What color is this? Blue. No, what color is this? Màu này màu gì? Màu gì? No, màu gì? Nó lại. Màu gì? What color? No, đừng có bỏ ra làm chi. What color is this? Yellow, đúng rồi, giỏi. What color is this? Blue. No, cái màu này màu gì ta? Blue, đúng rồi. What color is this? White. Đúng rồi, what color is this? Look, what color is this? Chị đi, màu này màu gì? Con làm gì hả chị? Màu này màu gì? Wow. Wow gì?
Tự nhiên đó, rồi giờ đó tự nhiên mở. Mở ra. Mở ra làm cái gì? Wow. Wow gì? Giấy bát. Vậy chưa. One, two, chi. Yeah. Ây trời.